Hello anh em, lại là mình đây, tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube Nữ Hoàng Sóc Đĩa của mình. Thì dạo gần đây anh em đã áp dụng những cái mẹo và những cái phương pháp ở trên cái video trên kênh của mình chưa? Không biết là anh em đã áp dụng được thành công những cái mẹo và những cái phương pháp đấy chưa nhỉ? Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên kiếm cơm gạo ở trong cái trò chơi sóc đĩa. Ở con game VV77 này thì anh em hãy cùng theo dõi và cùng ủng hộ kênh YouTube của mình. Và nhớ đừng quên cho mình một lượt like cộng một lượt đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều cái video mới hơn nữa dành cho tất cả anh chị em nhé. Và hôm nay cái số điểm mình mang vào để chơi là 22.05M nhé, coi như là 22M đi. Ván này về sấp đôi này. Ván này về sấp đôi thì bảng cầu vẫn đang nghiêng về bên chẵn này. Đang nghiêng về bên chẵn, bây giờ là 3-1. 3-1 ở đây, 1 2, 3 3, 2 là 5, 5 lẹ lẹ vào chẵn này. 5M ván đầu tiên nhé, test thử xem cái đường cầu nó như thế nào. Ván đầu tiên thì anh em cứ vào vốn bình thường thôi. Ok, thành công này, ui giời, về tứ luôn. Cứ bình tĩnh vào vốn thôi anh em ạ, không việc gì mà phải nóng vội. Và tốt nhất là không nên ôn in nha, kể cả có kết như thế nào. Tiếp tục vẫn là cầu 22 ở đây. 22 này rất dễ về 13 này. Tiếp tục ván này nhé. Ôi chết rồi, ấn 5M lên 6M rồi, ok không sao. Về tứ rồi, rất có khả năng lại về sấp đôi. Ok, chuẩn chưa, về sấp đôi luôn này. Cái này là chơi nhiều thì sẽ có kinh nghiệm thôi mọi người ạ, cái gì cũng vậy. Vẫn là 13 ở đây, bảng cầu lại đang nghiêng chẵn này. 13 này nó có tiếp tục lại 13 nữa không hay nó lại tiếp tục về đây nhỉ? Thôi mình sẽ bắt theo 13 đi nhỉ. 13 cái ván này xem tình hình như thế nào đã nhá. Ok chuẩn luôn này. Vì mình không chắc chắn ở cái bảng cầu này, nó ba đỏ. Nó về lẻ ba đỏ luôn này. Tiếp tục vẫn là ba đỏ và một trắng, ba đỏ ván trước rồi. Rất có thể vẫn còn một ván lẻ nữa đấy, nên mình sẽ tiếp tục vào 5M nhé. Vẫn là ba đỏ đi. Xem có húp không, nếu mà không húp được ván này về. Ok, vẫn húp nhưng ván này nó lại về ba trắng chứ. Đậu má. Lót ba đỏ đi, lại về ba trắng làm ăn gì nữa. Ok, vẫn tiếp tục ở đây là 22 này mọi người, nhìn thấy không, 221 này, 2 này. 22 cộng với 3 là 5, 5 lẻ lẻ lại vào chẵn này. Vào chẵn 5M tiếp tục này, cứ đi đều vốn thôi anh em nhé. Không việc gì phải nóng vội cả. Ui giời ơi, ván này tạch rồi. Về 3 trắng luôn rồi. Ok, không sao, vẫn đang lãi mà. Tại vốn ban đầu của mình có là 20 mấy M thôi đúng chưa? Bây giờ vẫn đang lãi 36M. Bây giờ số vốn đã lên 36M rồi, bình tĩnh anh em. 3 trắng 1 đỏ 1 2 2 cũng 3 là 5, 5 lẻ lẻ lại vào chẵn. 6M ở đây. Vào hết cái số lẻ. Ok chuẩn chưa? Chuẩn luôn này. Thường thì ở những cái bảng cầu đuổi nhau như thế này thì đường cầu nó có thể biến đổi bất cứ lúc nào, nên cái này chơi hầu hết là dựa vào kinh nghiệm mà nhiều nhá. Tiếp tục 3-1 này. 1 2 3 3 cộng với 2 5 5 lẻ lẻ lại vào chẵn này. Tiếp tục vào 5M này. Ok chuẩn luôn này, về sấp đôi nhá. Bây giờ vốn đã lên đến 46.45M rồi này. Gấp đôi rồi, gấp đôi cái số vốn mang vào rồi này. Tiếp tục ở đây vẫn là cầu 22, bảng cầu đang nghiêng trắng à. Nghiêng trắng nhưng mình nghĩ nó vẫn còn một tay chẵn nữa. Về 13 đấy, nên mình sẽ vào 5M nhá. Bắt theo 13 đi. Úi dồi ôi, nó về ba đỏ chứ. Ok không sao, vẫn đang lãi mà. Và anh em có thể thấy cách chơi mình là mình cũng đi đều vốn thôi, chứ mình chưa ôn in đúng chưa. 121 121 121 này. Rất có thể lại vẫn về đỏ ở đây, nên là mình sẽ tiếp tục vào 5M nhá. Xem ván này có húp được không. Ok, ui dồi ôi, ván này về tứ.
Trời ơi, chưa thấy cái dấu hiệu gì ra tứ, ván này về tứ rồi, đỡ làm sao kịp. Ok, vẫn húp này. Và bây giờ cái số vốn của mình đã lên là 46.20M rồi. Và mình có thể dừng ở đây rồi và chốt lãi ở đây được rồi mọi người nhé. Khi mà chơi thì mọi người cũng nên đưa ra cái mục tiêu chốt lãi cắt lỗ của mình như thế nào, để mình biết là bao giờ mình cần đi tiếp và bao giờ mình có thể nghỉ được rồi. Chứ không nên chơi kiểu lan man dài, lãi rồi vẫn chưa nghỉ, xong cứ chơi 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 xong tí lại thua hết, đúng chưa? Chơi thì phải có mục tiêu như thế thì mới có thể thành công ở trong cái trò chơi này được nhá. Còn cái video ngày hôm nay của mình thì mình xin phép cũng được tạm dừng ở đây nhá. Hẹn anh em ở những cái video tiếp theo với những cái phương pháp và những cái mẹo chơi hay hơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.